năm cái mã cổ phiếu rất mạnh trong cái giai đoạn tuần sau mà anh chị nhà đầu tư của chúng ta phải lưu ý, và cũng như là thị trường của chúng ta trong cái giai đoạn kết tuần vừa rồi nó đã xác nhận là VN Index sắp vào một cái đại sóng lớn, mà cái đại sóng này nó đã được có một cái sự xác nhận của cái dòng ngân hàng ở trong cái phiên giao dịch ngày thứ 5 và phiên giao dịch ngày thứ 6. Điển hình cho anh chị có thể thấy đó là một cái tín hiệu tăng rất mạnh của những cái mã cổ phiếu như là Liên Việt này, CTG này, đúng không anh ạ? Và cũng như là có những cái xu hướng về việc gọi là phục hồi tốt của những cái mã cổ phiếu cùng ngành. Thanh khoản của thị trường bắt đầu có những cái xu hướng cải thiện ở cái phiên chiều khi mà dòng ngân hàng bắt đầu nó có những cái xu hướng nó kéo. Đây cũng là một trong những cái yếu tố rất là tích cực của thị trường của chúng ta trong cái phiên giao dịch ngày thứ 6 vừa rồi. Và cái video ngày hôm nay, ngoài cái việc là chúng ta sẽ đi gọi là tìm những cái điểm cổ phiếu mạnh cho anh chị nhà đầu tư, và cũng như là phân tích cho anh chị nhà đầu tư ở một số góc độ về thị trường chung ha. Và trước khi bắt đầu video thì anh chị có thể cho một đăng ký kênh và một like để ủng hộ cho em nhé. Và khi mà xem video này thì anh chị hãy để lại cái quan điểm và cái comment của mình ở trong cái phần ở phía dưới, và cũng như là thị trường của chúng ta ấy, nếu mà anh chị nhà đầu tư của mình ấy có quan tâm về những cái tham khảo nhận định của em ở trong cái nhóm cộng đồng ở trong cái phần mô tả thì anh chị có thể tham gia vào đây ở trong cái phần gọi là mô tả như thế này anh chị ha. Và những cái mã cổ phiếu mạnh nhất từng ngành mà em sẽ sắp nói anh chị nhà đầu tư thì hãy ở lại xem hết cái video để chúng ta nhận được những cái điểm đánh, những cái điểm mua nó chuẩn chỉ nhất mọi người ha. Về cái phiên giao dịch ngày hôm nay của thị trường thì em đánh giá là VN của chúng ta nó đã có những cái xu hướng xác nhận nó rất là tốt ở những cái điểm đó là gì anh chị, đó là cái vùng gap này của thị trường nó đã có những cái xu hướng được lấp đi rồi. Cái thứ hai đó là về cái việc gọi là những cái kháng cự MA10, MA20 nó cũng đã có những cái xu hướng xác nhận được rồi. Và cái quan trọng nhất em vừa nói anh chị nhà đầu tư đó là khối lượng thanh khoản nó đã có những cái sự xác nhận gia tăng nhiều hơn. Mặc dù là nó vẫn còn bé nhưng đây là một trong những cái tín hiệu cực kỳ tốt cho thấy là VN của chúng ta giảm cản nhưng vẫn không có những cái yếu tố bị hụt cầu anh chị ạ. Và cái nhịp này thì mình chủ trương mình sẽ phân tích cho anh chị nhà đầu tư của mình ở một cái điểm, đó là sự xác nhận vào đại sóng của thị trường chung ấy. Vì trước khi chúng ta tìm điểm mua của cổ phiếu thì anh chị phải xem là cái xu hướng thị trường hiện tại nó đã an toàn hay chưa, đúng không ạ? Và hiện tại thì em đánh giá là cái yếu tố thứ nhất mà nó đã bảo chứng cho thị trường của mình đó là dòng ngân hàng nó đang có những cái dấu hiệu về việc dẫn dắt thị trường. Và nếu mà anh chị để ý là trong các phiên giao dịch ngày hôm thứ sáu á, rất nhiều cổ phiếu ngân hàng nó có những cái xu hướng nó phục hồi rất là mạnh, từ những cái mã cổ phiếu yếu cho tới là những cái mã cổ phiếu mạnh, và những cái trường hợp như thế này của cổ phiếu anh chị hình dung ra nó đã có những cái yếu tố bảo chứng cho thị trường, từ MB Bank, ACB đều test hai đáy và bắt đầu đi lên ở trong cái trạng thái rất là tốt như thế này. Và cũng như là nếu mà anh chị có xem lại cái video nhận định này của em á thì anh chị sẽ không bán cắt lỗ ngay đáy ở trong cái phiên giao dịch tuần tuần này của mình đâu, đúng không ạ? Tại vì tuần trước em có view cho anh chị nhà đầu tư đó là nếu mà anh chị cắt lỗ trong cái tuần sau anh chị sẽ bán ngay đáy ngay lập tức luôn đấy. Tại vì cái quan điểm của mình á, anh chị hình dung ra là cái đoạn này nè, thị trường của chúng ta nó có những cái xu hướng về việc sẽ không chỉnh sau. Tại vì sao lại như thế? Tại vì khi mà thị trường của chúng ta nó có những cái xu hướng tạo nền ở quanh cái vùng này là cái thời điểm gọi là bao nhiêu ạ? Là cái thời điểm tháng 3 thì có rất nhiều cổ phiếu bất động sản, rất nhiều cổ phiếu nó chưa chạy, như là cái nhóm đầu tư công nó cũng chưa chạy, chứng khoán thì mới lên, ngân hàng chạy nhịp trước chứ nhịp này chưa hề chạy. Cho nên là cái yếu tố nguồn cung nó tuôn ra ngoài thì thực sự là nó chỉ đến từ nhà đầu tư cá nhân thôi, còn tổ chức người ta chưa kéo đủ biên để người ta có những cái xu hướng người ta phân phối cho anh chị nhà đầu tư. Cho nên là nhịp này thị trường của chúng ta nó sẽ chỉnh không mạnh. Cái thứ hai nữa đó là anh chị để ý là trong cái giai đoạn vừa rồi thị trường của chúng ta nó có những cái yếu tố về mặt là gì anh chị? Đấy, tạo nền nè, rút chân rũ bỏ nè, hướng lên nè đấy. Nhưng mà làm sao ạ? Nhưng mà vẫn còn đâu đó những nhà đầu tư người ta FOMO vào chỉnh, người ta không sợ, người ta cứ mua, người ta đeo bám vào quanh cái vùng này thì hiện thanh khoản nó vẫn còn cao anh chị nè đấy. Nhưng mà lên tới cái vùng này thì sao? Lên tới cái vùng này khi mà yếu tố về mặt FOMO đeo bám nó xuất hiện nhiều quá rồi thì bắt buộc nó phải có yếu tố rũ bỏ. Tại vì mỗi lần thị trường đi lên á, nhà đầu tư lưu ý đó là mỗi lần thị trường đi lên hay là mỗi lần thị trường rũ bỏ đi lên bắt buộc phải có những cái khối lượng thanh khoản nó thấp như thế này nha, khối lượng thanh khoản nó thấp như thế này chứng tỏ là thị trường mình nó không còn ai đeo bám quá nhiều nữa ấy. Nhưng mà cái đoạn vừa rồi anh chị hình dung không ạ, tức là khi mà thị trường của chúng ta nó vừa rũ bỏ xong nhưng mà nhà đầu tư của chúng ta lại FOMO liên tục đeo bám đi vào như thế này thì nó bắt buộc nó phải rũ thêm một pha nữa. Và những cái vùng như thế này anh chị hình dung ra đó là khi mà nó rũ lần hai lần ba như thế này rồi, nhà đầu tư của mình sợ xanh mặt không dám mua lại
Đó lý do tại sao mà thanh khoản nó thấp như thế này. Có ai mà vừa mới cắt lỗ ra xong lại muốn mua lại ngay hay không anh chị? Hay là thậm chí là ngày hôm nay nó kéo còn cao hơn cái giá mà anh chị đã cắt nữa, thì phần lớn nhà đầu tư mang một cái tâm lý là người ta bị sang chấn tâm lý rồi. Người ta sẽ mang một cái xu hướng an toàn hơn là chờ đợi thị trường nó mang cái tính chất là xác nhận, người ta sẽ tham gia vào sau. Ấy thì khi đó là thanh khoản thị trường nó bắt đầu nó có yếu tố về mặt nó yếu dần ở trong cái nhịp này anh chị ha. Và cũng như là cuối tuần vừa rồi ở trong cái đầu tuần em có chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư vào giữa tuần này. Kết phiên như em có nói với anh chị nhà đầu tư là các quá trình tạo đáy của thị trường nó sẽ bao gồm những cái trường hợp như thế này. Thứ hai thì nó giảm xuống, thứ ba thì mang cái tính chất hồi phục, và thứ tư là test lại và thiếu một cái điểm nhấn cho thị trường của mình. Đó, cái điểm nhấn này bao hàm cả một trong những cái yếu tố là quá bán. Thứ nhất là phải quá bán, hai là thị trường của mình nó sẽ có cái sự xác nhận về khối lượng hoặc là sự xác nhận về một cái nhóm ngành dẫn dắt nào đó như là cái nhóm ngân hàng. Và cho tới cái ngày thứ sáu thì thị trường của chúng ta nó đã xác nhận bằng một cái mã cổ phiếu mà đó là liên việc, và cũng như là sự xác nhận chung cho cái nhóm ngân hàng anh chị ha. Đấy, thì cái view của mình về cái thị trường ấy, là một cái view mà em cũng đã nói với anh chị nhà đầu tư rất là nhiều rồi. Tại vì sao đoạn này mình view hai đáy đối với nhóm ngân hàng, và cũng như là em có nói với anh chị nhà đầu tư là những cái nhịp như thế này này, em có view cho anh chị rất là rõ rồi. Ha, banh này, hai đáy hướng lên, banh hai đáy hướng lên này, mình có nói rất là nhiều của dòng ngân hàng rồi. Ấy, dòng ngân hàng là cái dòng mà em có nói với anh chị nhà đầu tư đó là đoạn này đa số cổ phiếu nó sẽ có những cái xu hướng về việc là test đáy hết, để anh chị nhà đầu tư của mình có thể gọi là cân nhắc và follow vào cái danh mục của mình. Và cũng như là trong cái nhịp điều chỉnh vừa rồi á, là tầm khoảng là tuần trước á, em có nói với anh chị tuần trước rồi. Ấy. Thì á, em có nói với anh chị từ tuần trước nè, mình có nói với anh chị nhà đầu tư đó là em dự kiến ngân hàng nó sẽ đi tạo hai đáy và làm bệ phóng cho thị trường ở cái khoảng thời điểm là 1.300 điểm. Và em có một cái phân tích chia sẻ nho nhỏ với anh chị nhà đầu tư ở cái điểm như thế này. Đó là ở cái giai đoạn tháng 8, tháng 9 năm ngoái nó khác rất là nhiều so với bây giờ. Đó là đa phần cổ phiếu đoạn đó nó chạy nước rút hết rồi. Và ngân hàng đoạn đó thì nó đi tạo đỉnh, à, còn đoạn này nó đi tạo đáy, đúng không ạ? Và các cái ngành đều phản ứng giá và đã tăng hết, nó hết kỳ vọng rồi. Còn đoạn này anh chị nhìn như là ngân hàng thì nó mới tăng đúng không ạ? Ấy, chứng khoán thì nó mới tăng được một vài phần trăm, ấy bất động sản nó cũng như thế, đầu tư công thì nó chưa đánh, dầu khí thì mới vừa bùng nổ, thì cơ sở nào để thị trường nó giảm sâu? Cho nên bản thân mình view cho anh chị nhà đầu tư ở một góc độ hai đáy là như thế mọi người ha. Đây nè, chừng nào á banh không thủng đáy hai thì mình vẫn sẽ giữ cổ phiếu, trong cái trường hợp á mà nó thủng đáy hai mình sẽ hướng dẫn sau. Còn khi mà đoạn này đã view hai đáy rồi thì mình vẫn sẽ gọi là kiên định với cái hệ thống của mình để nắm giữ cổ phiếu trong giai đoạn hiện tại. Và em có nói với anh chị nhà đầu tư đó là ngày thứ sáu, mà nếu mà anh chị nhà đầu tư để có để ý thì thị trường của chúng ta nó đã có một phần xác nhận bởi Liên Việt và HD Bank. Cái phiên giao dịch ngày thứ sáu tuần vừa rồi nó cầm máu ấy, là cái nhịp này anh chị nè, là cái nhịp này đa số cổ phiếu ngân hàng rơi gãy rất mạnh, nhưng mà Liên Việt nó là có yếu tố về mặt tạo đáy trước thị trường, thì đây là một trong những yếu tố là cực kỳ phải đáng quan tâm đối với cổ phiếu này. Và em có chia sẻ anh chị nhà đầu tư cái điểm này rồi, đúng không ạ? Và nếu anh chị theo dõi và nhận định và theo dõi những góc nhìn của em thì anh chị cũng đã biết được những cái đoạn này thị trường nó đang vận động như thế nào, đúng không ạ? Vì mang cái tính chất rũ bỏ và ngân hàng nó đã có những cái sự xác nhận bảo chứng khối lượng dòng tiền vào nó cũng bắt đầu đi vào rồi, đúng không ạ? Thì ở đây là chúng ta đã có những cái sự xác nhận hai đáy của thị trường. Và em có nói với anh chị nhà đầu tư nè, là nhà đầu tư cứ yêu cầu về việc là thanh khoản thị trường đoạn này nó phải xác nhận, nó phải cao ấy, nhưng mà thị trường vừa mới lăn lặn xong thì mang cái tính chất nghi ngờ thì lấy gì mà thanh khoản nó cao, đúng không anh chị? Anh chị có thể để ý nè, những cái đoạn mà thị trường tạo đáy phía trước này, những cái đoạn thị trường tạo đáy phía trước này, tâm lý nhà đầu tư bao giờ người ta cũng còn cái yếu tố nghi ngờ cả, và cũng như là người ta vừa bị cắt lỗ ra xong người ta sẽ không mua lại ngay. Cho nên thường thị trường ở những cái pha tạo đáy ban đầu, anh chị để ý những cái pha phía trước này, bao giờ khối lượng của nó rất là thấp, đúng không ạ? Đây là một trong những cái bảo chứng tốt, cộng với cái dòng ngân hàng nó bắt đầu nó sự có cái sự xác nhận và làm cái điểm nhấn cho thị trường trong cái giai đoạn hiện tại. Và cũng như là cái quan điểm của mình về thị trường, nếu mà đoạn này nó sập thì Vernix sẽ đè, sẽ ép anh chị bán tháo, ép tên chị Fox sale thì thôi. Còn cứ chỉnh mà cứ cầm máu rồi gọi là gì anh chị? Rồi cầm máu xong là đè, rồi tận dụng cái thông tin về việc CPI ở phiên giao dịch ngày thứ năm thị trường mở gap ra phản ứng rồi. Với CPI là em không có báo bán, không có báo bán bất kỳ cổ phiếu nào cả, rồi lại kéo rồi tăng mạnh, làm vậy chi cho cực. Đúng không anh chị? Nếu đã xác nhận ngay từ đầu, đây là cái vùng gọi là phân phối, đây là cái vùng gọi là gì anh chị? Đây là cái vùng gọi là có những cái xu hướng về việc gọi là tạo đỉnh chu kỳ của thị trường. Thì những cái vùng như thế này nó phân phối cho anh chị nhà đầu tư xong rồi thì thôi, nó hết trách nhiệm rồi, nó xả luôn, chứ việc gì nó phải là đánh lên rủ xuống cầm máu kéo ngân hàng làm đủ trò như thế, làm gì chơi cực, đúng không anh chị? Cho nên là theo một cái xu hướng của thị trường
thì em đã xác nhận là à, Verdi của mình đoạn này nó đã có những yếu tố cân bằng rồi và sẵn sàng cho một cái target phía trên. Target đầu tiên của mình hướng tới đó là cái vùng gọi là 1315, 1320 điểm như này. Đây sẽ là cái vùng mà anh chị nhà đầu tư có thể cân nhắc cầm nắm cổ phiếu cho tới cái giai đoạn ngắn hạn trước mắt anh chị ha. Và đoạn này chắc chắn với anh chị nhà đầu tư là Verdi của chúng ta nó sẽ có những cái xu hướng gọi là tiệm cận lên cái vùng gọi là 1310, 1320 điểm là ít nhất anh chị ha, ít nhất ấy. Và những cái vùng như thế này khi mà thị trường nó đã có những cái xu hướng cân bằng lại thì nó đã xác nhận qua được một cái mẫu hình gọi là cái mẫu hình hai đáy rồi anh chị ha. Cái mẫu hình gọi là hai đáy lớn hay chúng ta còn gọi là cốc có tay, mẫu hình này được test lại và tích lũy hai ba lần liên tục mang cái tính chất rũ bỏ anh chị nhà đầu tư rất là nhiều rồi, cho nên nhà đầu tư của mình cũng phải làm rõ một cái xu hướng của cổ phiếu. Và cũng như là cái trong cái giờ trước đó em cũng đã chia sẻ với anh chị nhà đầu tư mình về con sóng tổng thể rồi, và sau những cái đợt rũ bỏ như này ấy, thị trường của chúng ta nó sẽ bắt đầu một con sóng tổng thể. À, một con sóng gọi là con sóng chạy nước rút, là một con sóng gọi là siêu kiếm tiền anh chị. Tại vì anh chị có thể nhìn nè, như là những cái đoạn vừa rồi em có lấy ví dụ cho anh chị nhà đầu tư là ấy, cổ phiếu nó đi lên tà tà thì đó là một gọi là pha tăng giá bình thường thôi, nhưng trước khi mà một cổ phiếu nó bắt đầu một cái chu kỳ tăng mạnh hay là chu kỳ chạy nước rút ấy thì thường nó sẽ có những cái pha rũ bỏ và sell cao như thế này, đúng không ạ? Thường cổ phiếu sẽ có những cái pha rũ bỏ sell cao như thế này, sau đó bắt đầu cân bằng lại và hướng lên, đúng không ạ? Thì sau những cái pha như thế này là những cái pha mà anh chị nhà đầu tư phải nắm bắt cơ hội cho em rất là rõ đối với lại cổ phiếu và chu kỳ của thị trường trong cái thời điểm hiện tại. Những cái mã cổ phiếu tăng mạnh nhất từng ngành thì anh chị có thể là để ý cho em qua một số cái mã cổ phiếu như Liên Việt nè, CTG nè, Techcombank nè, MB Bank nè, ACB nè, đúng không ạ? Tức là những cái mã cổ phiếu tăng mạnh này thì sẽ là những cái mã cổ phiếu mang cái tính chất là dẫn dắt thị trường. Ha, dẫn dắt thị trường. À, và cái thời điểm mà đi vào một cái con sóng tổng thể rồi thì cổ phiếu nào nó cũng sẽ tăng anh chị ha, cổ phiếu nào nó cũng sẽ tăng. Nhưng em ở đây à, lý do mọi người xem em, đang xem em thì em sẽ chỉ cho anh chị nhà đầu tư những cái mã cổ phiếu mà nó có tiềm lực tăng, nó có dư địa tăng mạnh nhất để anh chị có thể là nắm bắt và lấy cho mình những cái vị thế tốt ở trong cái dạng tuần sau. Và khi mà chúng ta lấy cổ phiếu á, đầu tiên là cái nhóm ngân hàng anh chị ha. Đầu tiên không thể nào bỏ qua cái nhóm ngân hàng mà con đầu tiên muốn nói anh chị nhà đầu tư đó là con này, là con MB Bank. Là con MB Bank. Anh chị hình dung là đoạn này cổ phiếu bắt đầu có những cái xu hướng về việc gọi là tạo hai đáy đi lên rồi, đúng không ạ? Mình nói anh chị nhau tức là hai đáy, cái việc mà cái câu hai đáy anh chị, cái câu hai đáy á, gần như là cái tuần này ngày nào em cũng nói với anh chị nhà đầu tư mà mình đi chia sẻ với anh chị nhà đầu tư là banh và cái câu chuyện kỳ vọng về cái vùng hai đáy nó vẫn sẽ được giữ nguyên. Và cái vùng này em đã xác định đáy cho anh chị nhà đầu tư ngay từ đầu rồi. Đó là cái vùng gọi là bao nhiêu ạ? Đó là cái vùng gọi là 1245, 1240 này thôi là cùng, không kịch biên rồi anh chị ha. Đoạn này hai đáy nè, cứ hai đáy toàn là ngân hàng, là hai đáy không. Và chúng ta lưu ý đó là gì ạ? Đó là ngân hàng đoạn này nó đã có những cái sự xác nhận về hai đáy hướng lên rồi đấy, cái sự xác nhận về khối lượng, cái sự xác nhận của leader là Liên Việt anh chị ha. Và có những cái yếu tố về việc về gọi là hình thành ra một cái mẫu hình gọi là cái mẫu hình lớn rồi anh chị nhá. Đấy, cái đoạn này mọi người hình dung ra cho em nè, ngân hàng nó sẽ tăng theo một cái chính chu kỳ anh chị ha, nó sẽ tăng theo tính chu kỳ. Và khi mà chu kỳ mới nó bắt đầu nó tiếp diễn, anh chị còn nhớ là cái giai đoạn này không? Cái giai đoạn này là ngân hàng nó tăng rất là mạnh nè, và khi mà cái chu kỳ tăng giá mạnh của thị trường nó qua đi, nó sẽ tới một cái giai đoạn mid cap, đúng không ạ? Tới một cái giai đoạn mid cap. Mà khi tới một cái giai đoạn mid cap á, hầu hết những cái mã cổ phiếu chứng khoán bất động sản nó sẽ chạy và ngân hàng bắt đầu nghỉ ngơi trong một cái chu kỳ mới. Vì hiện tại sau một cái khoảng thời gian từ tháng 2 cho tới tháng 4 gần 2 tháng tích lũy thì dòng ngân hàng nó đã xác nhận nó bắt đầu một cái chu kỳ tăng giá mới rồi. Như là cái giai đoạn phía trước anh chị hình dung là nó cũng như thế, nó tích lũy đâu ở tầm khoảng 1 tháng rưỡi 2 tháng trời bắt đầu một cái chu kỳ tăng giá mới. Và đoạn này sau mỗi cái lần điều chỉnh là ngân hàng nó đều có những cái xu hướng nó tạo hai đáy ở đây. Đúng không ạ? Và đều có xu hướng nó tạo hai đáy ở đây. Đấy, và bắt đầu có những cái xu hướng đi lên tích lũy lại và cho chúng ta những cái chu kỳ chạy rút rất mạnh trong cái giai đoạn phía sau, đúng không ạ? Và đây nó cũng như thế, đã có đáy hai rồi, đúng không ạ? Đấy, nhà đầu tư người ta đeo bám ở đây, người ta đeo bám ở đây, người ta thấy cổ phiếu lỗ, đúng không ạ? Người ta thấy cổ phiếu lỗ ấy, người ta sẽ có những cái xu hướng người ta cắt lỗ ra. Đấy, nhà đầu tư thấy gọi là bắt đầu cổ phiếu wash out rũ bỏ phục hồi lên lên tới những cái vùng như thế này, anh chị nhận thấy là à mình đã bán sai bạn rồi, mình bán đúng bạn rồi, cổ phiếu vượt đỉnh rồi, nhảy lên nhảy vô FOMO lại, nó làm cho anh chị một lần nữa
là gần như là những cái cung hàng á, những cái cung hàng từ nhà đầu tư mà người ta đeo bám ở đây nè, hoặc là những cung hàng mà nhà đầu tư người ta FOMO ở đây, thậm chí là bắt đáy ở đây, thậm chí là mua ở những cái nhịp phía dưới luôn, người ta đều mang cái tính chất sợ hãi và có những cái xu hướng người ta bán cắt lỗ ra đối với cổ phiếu. Và gần như anh chị để ý là những cái nhịp như thế này, những cái nhịp cuối cùng trước khi cổ phiếu nó tạo đáy nè, thanh khoản mang cái tính chất là bùng nổ rất là mạnh, cho thấy là nhà đầu tư của chúng ta người ta cắt lỗ ra rất là nhiều, và thanh khoản phiên đỏ lần cuối anh chị có thể thấy đó là gì ạ? Rất là bẹt. Và đỉnh điểm là cái phiên này. Đỉnh điểm là cái phiên này luôn anh chị. Phiên giao dịch mà CPI nó được công bố ra nó cao hơn cái mức kỳ vọng và làm cho cái yếu tố lạm phát nó gia tăng, đúng không ạ? Thì cổ phiếu, mặc dù là thị trường của chúng ta nó gặp áp lực, cổ phiếu không hề giảm, chứng tỏ lực bán ở đây nhà đầu tư không còn có hàng người ta bán nữa rồi, đúng không ạ? Và khi mà một cái cổ phiếu nó kiệt cung ấy, không còn ai bán, không còn ai đeo bám nữa, bắt đầu phục hồi đi lên đấy, và tạo ra một cái sự xác nhận ở đây, thì anh chị hình dung ra giúp em là trong cái giai đoạn sắp tới, như những cái thời điểm phía trước anh chị này, ngân hàng nó hay đánh hay đáy lắm mọi người ha. Đấy, ngân hàng là chúa đánh hay đáy luôn, mọi người hình dung lên này. Đấy, cái điểm này là cái điểm này đúng không? Đấy, tạo nền rũ bỏ nè, FOMO nhà tôi đi lên nè, cũng tạo đáy hai ở đây nè, và sau khi cổ phiếu tăng mạnh nó sẽ bắt đầu ở một cái pha gọi là điều chỉnh tích lũy ngắn hạn trở lại, và đây sẽ là những cái điểm mà anh chị nên lấy nè. Đây sẽ là cái điểm anh chị nên lấy nè. Và con MB nó cũng như thế anh chị ha. Con MB nó cũng như thế thôi. Đoạn này bắt đầu, đây sẽ là ngày mai, ngày mốt á, tức là tuần sau ấy, con này nó sẽ xuất hiện một cái điểm, gọi là điểm test cho cổ phiếu quanh cái vùng này. Thì đây sẽ là cái điểm mà anh chị có cơ sở để chúng ta tham gia vào cổ phiếu. Tham gia vào cổ phiếu để chúng ta lấy vị thế, chúng ta đánh cho một cái giai đoạn là tăng nước rút phía sau. Anh chị đừng có sợ đỉnh nữa, anh chị đừng có sợ những cái vùng như thế này nữa. Bản thân mình nói thật với nhà đầu tư đó là những cái vùng như thế này thị trường chúng ta đã phản ánh hết rồi, phản ánh qua giá hết rồi, đã rủ anh chị nhà đầu tư xong rồi. Và thông thường sau những cái pha mà rủ xong nó sẽ chạy, và chạy rất là nhanh. Và tại sao mình lại chọn con này mà lại không chọn con Liên Việt, tại sao chọn con này mà không chọn những cái mã cổ phiếu khác, anh chị hình dung ra đó là con MB, nếu mà xét về cái xu hướng tuần của nó thì nó đang gọi là chạm đỉnh cũ, đúng không? Nó đang chạm đỉnh cũ, nó mất một khoảng thời gian, em nhớ không lầm là tầm khoảng 2 tháng trời để nó đi xử lý cái đỉnh cũ này rồi, đúng không ạ? Nó đi xử lý cái đỉnh cũ này rồi. Nhưng nhà đầu tư của mình lưu ý, khi mà cổ phiếu xử lý xong đỉnh cũ, nó sẽ cho anh chị những cái pha nước rút cực kỳ mạnh, cực kỳ tiềm năng. Ở đây chúng ta không nói về cổ phiếu nào tăng mạnh nhất ngày thứ sáu, cổ phiếu nào leader ngày thứ sáu em không còn quan tâm. Cái em quan tâm là cho anh chị nhà đầu tư mình những cái biên lợi nhuận mạnh mẽ nhất ở trong cái dòng phía sau cổ phiếu. Cổ phiếu nào có biên lợi nhuận to nhất, cổ phiếu nào có biên lợi nhuận khủng nhất thì chúng ta đi nói về cổ phiếu đó. Ví dụ bây giờ anh chị thấy là Liên Việt nó tăng này, đúng không? Liên Việt nó tăng như thế này ấy, nhưng mà nó qua điểm mua rồi thì chúng ta nói làm gì nữa, nó dư thừa ai cũng biết nó mạnh, đúng không ạ? CTG nó tăng mạnh như thế này rồi, ai gọi là ai cũng biết nó tăng mạnh rồi, nói làm gì nữa. Nhưng một cái cổ phiếu nó còn tiềm năng cho anh chị nhà đầu tư khi mà cổ phiếu này nó chạm kháng cự này, nó mất đâu đó tầm khoảng là 2 tháng trời để đi test lại, nó rủ bỏ làm đủ kiểu anh chị nhà đầu tư, thì cái chúng ta cần là tham gia vào cái vé sau khi điều chỉnh xong. Tham gia vào cái vé sau khi điều chỉnh xong, cổ phiếu sẽ bắt đầu cho anh chị nhà đầu tư một cái chu kỳ, gọi là chu kỳ chạy nước rút cực kỳ mạnh trong cái dòng phía sau. Vì ở đây anh chị thấy là nó chả khác cái gì cả, dòng tiền lớn này người ta cũng vào, dòng tiền lớn người ta cũng focus và người ta vào ở quanh cái vùng này, thì anh chị hình dung ra đoạn này nó khác nhau cái gì ở cái thời điểm hiện tại, đúng không? Đấy, và cái đoạn này anh chị phải focus rất mạnh, thật kỹ vào con này. Nếu mà để chọn ra một cái mã cổ phiếu ngân hàng ok triển vọng nhất trong cái đoạn hiện tại để cho anh chị mua mới thì chỉ có con MB Bank thôi. Ấy, bên hệ thống bên anh chị có thể nhìn lại cho mình một cái danh mục như thế này. Danh mục của mình là cho tới thời điểm hiện tại nó cũng có những cái sự phân hóa nhất định, có mã còn kẹp, có mã gọi là mới bắt đáy gần đây đang âm bình thường, nhưng em vẫn kiên định và không bán ngay tại đáy của rất nhiều cổ phiếu như con Nam Kim á. Đấy, mình mua từ cái thời điểm gọi là gần cuối tháng 3 cho tới bây giờ, có những cái thời điểm mình mua giá là 25 chấm ít nè anh chị, đúng không? Có thời điểm mình mua giá 25 chấm ít, nó rủ về quanh giá vốn, có khi hòa, có khi thậm chí còn lỗ ngược lại, mình cũng không có bán, tại vì mình xác định là ngân hàng đoạn này tạo hai đáy. Và những nhà đầu tư mà ai gọi là chúng ta cứ bán mua gọi là bán đợi mua định bán đáy liên tục như thế thì chúng ta sẽ không hiệu quả. Và ai những cái thời điểm vừa rồi mà ai mà tư vấn anh chị nhà tư mà không xác định được những cái biên mà cổ phiếu nó hồi, những cái cách vận động của thị trường, em nói thật anh chị nhà tư là đoạn này anh chị sẽ bị chôn vốn và cũng như là bị kẹp rất nhiều, bỏ lỡ rất nhiều chi phí cơ hội. Còn nếu mà anh chị nhà tư mà đoạn này chúng ta view rõ ràng về thị trường, đó là thị trường đánh rũ bỏ để đi lên, thì đoạn này anh chị nhà tư gần như là chúng ta không bị ảnh hưởng gì trong cái danh mục của mình cả. Con này danh mục này có lỗ có lãi bình thường anh chị, nhưng mà trong một quá trình đó là anh chị ráng làm sao cho em, nhớ nha, ráng làm sao cho em uptrend thì phải kiếm thật nhiều, nhưng mà khi downtrend chúng ta phải lỗ thật ít,
ấy, chứ không ai mà bán gọi là mua 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 đáy bán đỉnh được anh chị ha. Cho nên những cái đoạn như thế này anh chị phải lưu ý, mình tham khảo một số góc nhìn về danh mục bên em. BDR, DG nè, đoạn vừa rồi mình gia tăng đầy đủ hết, mình không có bán nó cổ phiếu nào cả cho tới giai đoạn hiện tại. DG lãi 20 mấy%, ấy FTS mình không bán từ rất là lâu rồi, lãi vẫn lãi 20 mấy 30%, đúng không anh chị? Đấy, BIDV nè, đúng không? ACB nè, ấy DG1 nè. Ấy, vị thế lần 1 đang lãi, vị thế lần 2 đang lỗ là cái mà em để vàng vàng như này nè, thì chúng ta vẫn giữ thôi, đúng không? SHS này, hôm nay đã có những cái sự xác nhận tuần sau nó có yếu tố về mặt bứt phá và gia tăng rất là mạnh nè, đúng không? Thì đó là cái con ngân hàng đầu tiên mà anh chị để ý. Ngoài ra có thể chú ý một số cái mã cổ phiếu mà nó mang cái tính chất gọi là gì anh chị, vượt đỉnh tiếp tục nè. Đấy, như con BIDV nè, đây là cũng là một trong những cái mã cổ phiếu đã tạo hai đáy rồi, mặc dù bị bán ngược nhưng mà sao, mặc dù bị bán ngược nhưng mà volume như nó mang tính chất là test cung cầu lại rất là tốt mọi người ha. Em lấy ví dụ cho nhà đầu tư ở những cái điểm như thế này, tức là khi mà cổ phiếu nó gặp lại những cái nhà đầu tư kẹp hàng ở phía trên hoặc là những cái nhà đầu tư FOMO ở phía trên thì gặp áp lực cung hàng bán ra là chuyện bình thường, nhưng khi cổ phiếu gặp áp lực cung hàng bán ra mà cổ phiếu vẫn không bị giảm điểm, vẫn giữ được giá xanh, thì những cái điểm như này cổ phiếu sẽ mất một khoảng thời gian một hai phiên gì đó nó cân bằng, sau nó sẽ đi lên tiếp tục cho anh chị nhà đầu tư. Tại vì chúng ta đánh giá cung cầu qua cái sức mạnh của cổ phiếu trong cái phiên giao dịch ngày hôm đó, gặp lại những cái cung hàng như này nhiều chứ anh chị ha. Ấy, với lại một cái phiên phục hồi mang cái tính chất nghi ngờ này mà gặp lại rất nhiều cung hàng bán ra vẫn giữ được giá xanh, thì anh chị hình dung nó có mạnh hay không, đúng không? Như những cái phiên như này vừa rủ bỏ xong gặp rất nhiều nhà đầu tư FOMO ở phía trên này, đấy đúng không ạ? Ấy, và cổ phiếu lại có những cái xu hướng về dự giá tích lũy lại như vùng này, thì khả năng ở trong dòng phía sau cho anh chị những cái phiên bùng nổ rất là tốt, thì đây sẽ là những cái điểm mua an toàn rồi. Vì em nói thật á, em nói thật với nhà đầu tư luôn, đó là đoạn này ngân hàng nó vừa mới hai đáy, vừa mới tạo hai đáy, gần như đây là chân sóng chân đáy cổ phiếu rồi, anh chị còn ngại mua thì không biết bao giờ anh chị mới mua được cổ phiếu. Cho nên ở đây chúng ta đang nói về cái dòng ngân hàng, tại vì sao đoạn này nói về dòng ngân hàng nhiều như thế, tại vì đã xác định ngay từ đầu với anh chị nhà đầu tư rồi, đó là sóng này leader là nó sẽ kéo ngân hàng, thị trường mà đi lên muốn vượt 1.300 nó phải dùng ngân hàng để nó kéo anh chị nhà đầu tư mình, không thể dùng những cái nhóm khác được, đúng không ạ? Thị trường anh chị để từ cái giai đoạn tháng 11, tháng 12 năm ngoái cho tới giai đoạn hiện tại, đó là dùng ngân hàng để nó kéo VN mới vượt đỉnh được thôi, chứ còn mà nếu mà không dùng ngân hàng kéo VN của mình không vượt 1.300 được. Cho nên đây sẽ là cái miếng đánh mà chúng ta sẽ đánh mạnh vào trong cái dạng sắp tới của thị trường, anh chị phải để ý nha. Đấy, ACB nữa nè, BIDV, ACB là chỉ các mã cổ phiếu này cần phải lưu ý là lựa cái điểm test này. Và em có nói với anh chị nhà đầu tư cái điểm mua đẹp nhất sau điều chỉnh sẽ là cái điểm nào? Cái điểm mua đẹp nhất sau điều chỉnh sẽ là cái điểm tích lũy lại sau phiên bùng nổ. Anh chị hình dung không ạ? Điểm mua đẹp nhất của cổ phiếu đó là sẽ là một cái pha tích lũy lại sau bùng nổ của cổ phiếu. Anh chị nhá. Đấy, nếu mà anh chị mua ở đây, ok vẫn ok, rất là tốt rồi, nếu mà thị trường xác nhận rất là ok luôn. Đấy, còn nếu mà anh chị đến sau, anh chị không mua được cổ phiếu, anh chị sẽ lựa những cái điểm test lại, tích lũy lại của cổ phiếu sau bùng nổ để anh chị có thể là giải ngân vào ở trong một cái vùng tiệm cận đáy của cổ phiếu. Em lấy ví dụ cho nhà đầu tư ở một số góc độ như thế này. Ví dụ anh chị mua lại một cái điểm tích lũy của cổ phiếu sau bùng nổ là cái điểm của anh chị gần như cực kỳ an toàn luôn, nó có cơ sở xác nhận ở trong đấy. Những cái điểm mà anh chị mua sau bùng nổ nó sẽ rất là an toàn, những cái điểm mua test lại sau bùng nổ nó cực kỳ an toàn mọi người ha. Trên những cái điểm này anh chị cần phải lưu ý nè, những cái điểm test lại sau bùng nổ anh chị thấy không? Đấy, một cái bay, một cái pha tích lũy, một cái nhịp gọi là chạy nước rút cổ phiếu nó tích lũy lại, đây sẽ là những cái điểm mua mà sang tuần anh chị có thể chú ý những cái mã cổ phiếu leader mang cái tính chất là mạnh mẽ của cái dòng gọi là dòng ngân hàng. Về cái mặt xu hướng á, mình vẫn sẽ ưu tiên con MB này hơn, tại vì thường á anh chị để ý nha, anh chị để ý nha, thường cái con nào mà nó gọi là nó mà vượt được đỉnh á, nó đang tìm cận đỉnh á, mình sẽ đánh vượt đỉnh, mà thường á mình sẽ thích những cái con mà nó đánh vượt đỉnh hơn, tại vì khi mà vừa mới vượt đỉnh anh chị nó như là hồi xung vậy, nó chạy rất là mạnh. Còn như cái mã cổ phiếu mà đã vượt đỉnh rồi thì nó vẫn ở trong cái trạng thái là từ từ đi lên thôi, thì anh chị có thể là cân nhắc cho em về con MB nha. Đấy, tiếp theo là con MSB nè, con này thì con em xin lỗi là con VIP, là cái con này là con mà anh chị có thể là cân nhắc gom đối với cái dòng ngân hàng trong cái dòng tuần tới, tại vì đây không phải là cổ phiếu mạnh anh chị nha, nhưng cái biên độ tăng giá của nó sẽ tương đối là ok ở trong cái giai đoạn phía sau của cổ phiếu. Tại vì nếu mà đánh cổ phiếu mạnh anh chị focus cho em vào MB, còn nếu mà đánh vào cổ phiếu ăn gọi là ăn xung lực ấy, tức là ăn gọi biên độ tăng của cổ phiếu ấy. Tức là bây giờ anh chị hình dung nha, chúng ta mua từ ở đây lên tới đây, đúng không ạ? Mua từ ở đó lên tới đó thì chúng ta sẽ có một đâu đó một cái khoảng thì em đánh giá là được tầm khoảng là bao nhiêu ạ? 4 đến 5%, và chúng ta chờ cổ phiếu nó có những cái xu hướng làm gì anh chị, tích lũy cạn,
Đúng ạ, chờ cổ phiếu nó mang cái tính chất là xu hướng tích lũy cản và anh chị ăn một cái pha gọi là bùng nổ tiếp tục của cổ phiếu về hôm sau, thì ở đây anh chị thấy là biên độ của mình nó vẫn sẽ ok. Đấy, đúng ạ, dành cho những anh chị nhà đầu tư là ngại ngại những cái mã cổ phiếu cao hoặc là NAV của mình nó không đủ để đánh những cái mã cổ phiếu là vốn hóa lớn á, thì anh chị có thể tham khảo thêm những cái mã cổ phiếu như là VIP như thế này, em đánh giá cũng tương đối là ok nha. Em lấy ví dụ cho nhà đầu tư sau một cái nhịp gọi là chiết khấu rất mạnh này, cổ phiếu bắt đầu này hồi lên test lại tạo hai đáy đúng không, chiết khấu mạnh này hồi lên này test lại tạo hai đáy này, đang bắt đầu phục hồi những cái điểm như thế này, thì đây là cái điểm mà anh chị có thể là cân nhắc chúng ta có những cái xu hướng chúng ta giải ngân vào đúng không ạ, và chúng ta kỳ vọng trong cái pha test lại của nó và chúng ta ăn một cái pha gọi là vượt đỉnh bùng nổ phía sau, thì đoạn này nó cũng như thế thôi. Anh chị có thể là lưu ý con này. Và cái dòng thứ hai em muốn nói đến anh chị nhà tư ấy, đó là cái dòng thép anh chị, dòng thép là con Nam Kim này. Đoạn này anh chị phải lưu ý cho em là con Nam Kim này là chúng ta hãy focus vào, chúng ta đánh mạnh cho nó, đánh mạnh giúp em ở cái điểm như thế này nha. Tại vì sao? Tại vì con Nam Kim này anh chị hình dung ra cái đoạn này nó đã bắt đầu đi về cuối cái pha tích lũy này của nó rồi, nếu mà anh chị nhau tới để ý đúng không ạ, đây là một cái vùng đáy của nó đúng không ạ, đây là một cái vùng là tạo đáy hai của nó đang tích lũy hướng lên theo một cái trendline rất là ổn như thế này đúng không, và hiện tại á, con Nam Kim này nó đã có những cái xu hướng rũ bỏ anh chị rất là nhiều rồi, và đoạn này đã bắt đầu có những cái xu hướng cải thiện dòng tiền, có dòng tiền lớn đi vào rồi. Anh chị hình dung cái chu kỳ trước của nó, tức là nó tăng lù lù đi lên ở tới một cái pha gọi là nó tích lũy lại mang cái tính chất rũ bỏ tương đối nhiều như là ở cái giai đoạn hiện tại của mình nè. Ấy, và nó đã có những cái sự xác nhận bởi những cái phiên dòng tiền lớn phía trước, có cái sự xác nhận bởi nhịp dòng tiền nhỏ trong cái dòng hiện tại, và chỉ chờ cổ phiếu tích lũy lại thôi chúng ta sẽ có những cái điểm đánh gia tăng phía sau, thì đây cũng là Nam Kim ở trong cái dòng hiện tại đúng không, thì anh chị có thể lưu ý cho em những cái điểm như vậy đối với Nam Kim ha. Nam Kim anh chị có thể là giải ngân dưới 26 và chúng ta hoàn toàn kỳ vọng có thể là lên lại cái vùng giá là 30 cho anh chị nhà đầu tư mình, upside nó rất là to. Đó, 30 là đánh ngắn hạn luôn anh chị nhé. Còn nếu mà anh chị kỳ vọng xa hơn, kỳ vọng dài hơn ở một cái giai đoạn mà siêu kiếm tiền là anh chị hoàn toàn có thể kỳ vọng upside tới tầm 50% của mình. Tại vì á, anh chị đừng quên là thị trường của chúng ta đoạn này nó điều chỉnh để nó bước vào một cái pha gọi là cái pha chạy nước rút rất mạnh của thị trường. Mà khi mà cổ phiếu nó chạy nước rút, anh chị hình dung là không thể tưởng tượng cái biên chạy nước rút của nó như thế nào đâu. Nó đếm bằng vài chục phần trăm, nó đếm bằng như thế này. Ấy, chứ không phải là chạy nhẹ đâu anh chị ha. Cho nên là những cái điểm như này anh chị phải cực kỳ lưu ý đối với Nam Kim, em có hàng thì giữ thêm, chưa có hàng mua mới. Ấy, có hàng rồi còn vì thế gia tăng cho em con này, con Nam Kim ở quanh cái vùng này. Tại vì căn bản là trong cái khoảng thời gian vừa rồi anh chị thấy đó là nguyên một cái pha gọi là vận động trendline như thế này, nó là đổ tiền vào này, nhà đầu tư FOMO đi vào bị rủ này. Đúng không ạ? Đổ tiền vào này, nhà đầu tư FOMO đi vào bị rủ này. Thì những cái pha mà rủ bỏ liên tục như thế này nó làm cho cái lượng hàng đeo bám trên một cái vùng biên trên tích lũy như thế này nó đang rất là kiệt rồi. Bằng chứng anh chị có thể thấy là những cái pha tích lũy phía trước khối lượng có thể nó cao, nhưng mà đoạn này anh chị thấy là những cái pha tích lũy hiện tại khối lượng cực kỳ bé rồi. Đây là những cái miếng đánh mà chúng ta đang view và đang kỳ vọng về con này. Mỗi lần mà cổ phiếu nó gãy nền anh chị để ý, đang tích lũy nền trên gãy xuống này thì sẽ có một cái pha tăng giá phía sau. Mỗi lần cổ phiếu tích lũy nền mà nó gãy xuống thì sẽ có một cái pha nhịp này phía sau, nhưng mà nhịp này nó không ăn thua đâu, tại vì nhịp này là nhịp chạy nước rút này, như công VCA anh chị thấy không đấy, như tích lũy nền trên đó này nó sẽ có một cái nhịp đào xuống, và khi mà nó có cái sự xác nhận rồi anh chị lựa cái biên tích lũy phía sau để anh chị đánh, và con này em đánh giá là sẽ rất là ok cho anh chị nhà đầu tư mình là con Nam Kim ha. Đó là dòng thép thôi, thép mình chỉ đánh Nam Kim thôi, mình không đánh hoa sen, tại vì nào hoa sen anh chị hình dung ra là cái đoạn này nó đánh gọi là cái dòng tiền của nó không quyết liệt, tức là những cái phiên như thế này nó đánh không quyết liệt, bán đánh là bị bán ngược, đánh là bị bán ngược, đánh là bị bán ngược liên tục như thế này, và thứ hai nữa là con này vẫn chưa vượt được cái vùng đỉnh cũ của nó, còn hoa sen, còn Nam Kim thì đã vượt rồi anh chị ha, Nam Kim đã vượt từ rất lâu rồi, còn hoa sen chưa vượt được, và cái cung hàng của nó còn tương đối nhiều và con này tương đối chậm. Hòa Phát cũng sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu mà dành cho những anh chị nhà tư vốn to mà anh chị có thể tham khảo thêm một cổ phiếu này được ấy, vì hiện tại anh chị em có chỉ cho anh chị nhà tư cái đoạn trước ở một cái nhịp rồi đây nè. Con Hòa Phát này đoạn phía trước anh chị hình dung là có một cái nhịp như thế này đúng không ạ, đây là pha tích lũy sau bùng nổ của nó, đây là một cái nhịp cầm máu xanh điểm của nó ấy, và đây là một cái nhịp test lại lần số 2 của cổ phiếu đúng không ạ ấy, và đoạn này nó cũng bắt đầu tương tự như thế đúng không ạ, đây là cũng là một cái pha như thế này, một pha tích lũy đầu tiên, đây là pha cầm máu của nó ấy, đây là pha gọi là điều chỉnh thứ hai cổ phiếu, và mỗi lần cổ phiếu anh chị có để ý cho em một vấn đề là mỗi lần cổ phiếu kết thúc một pha điều chỉnh số 2 thường cổ phiếu nó sẽ chạy rất mạnh hoặc là phục hồi rất mạnh không, và đoạn này là pha điều chỉnh số 1
Đây là pha cầm máu rút chân săn điểm của nó, và đây là pha cầm máu số 2. Và hiện tại nó đã kích tùng bằng một cái phiên săn điểm rồi, bằng một cái tùng săn điểm rồi. Thì đoạn này anh chị phải cực kỳ lưu ý cho em ở con HBG, cái vùng giá 33 cho em, 33, 34 nhé. Con này upside cũng tương đối to, thì anh chị có thể là chú ý cho em lại cái mặt bằng chung của con Hòa Phát này. Tại vì không phải tự nhiên á anh chị, mà người ta đổ vào đâu tầm khoảng 87, 86 triệu cổ phiếu, người ta nằm một cục ở đây và sau đó bắt đầu rủ bỏ anh chị rất là nhiều đâu. Ha, rủ anh chị là cực kỳ nhiều, anh chị để cái đoạn trước này, người ta vào một cục ở đây người ta phải rủ anh chị nhau tư xong, đúng không? Người ta vào ở đây xong người ta bắt đầu cái yếu tố rủ anh chị nhau tư xong, rủ rất lâu rồi, kiểu gì nó cũng đánh thôi. Tại vì nguyên lý cung cầu của một cổ phiếu đó là khi mà vào tiền rồi, gom góp xong rồi bắt buộc phải đánh, chả ai mà cầm cục đá tự đập vào chân mình cả anh chị ha. Cho nên là bắt đầu tổ chức người ta sẽ có những cái xu hướng người ta đánh. Đấy, đoạn sau sẽ là một cái giai đoạn mà chân sóng và cực kỳ tiềm năng của Hòa Phát. Mình cơ cấu con này rồi, đấy, anh chị ha, mình cơ cấu con này rồi. Nhưng điểm phía sau Hòa Phát nó sẽ có những cái điểm vào đẹp cho anh chị nhà đầu tư. Tại vì mình cơ cấu con này qua con Nam Kim, ha, cơ cấu con này qua con Nam Kim, và mình đánh giá là cái trend của con Nam Kim khi mà đánh sóng đầu cơ, đánh sóng nước rút nó sẽ thoát hơn con Hòa Phát. Tùy anh chị lựa chọn giữa Nam Kim và Hòa Phát thôi. Mình sẽ không lựa hoa sen trong cái thời điểm hiện tại nha. Và tiếp theo là cái nhóm chứng khoán, đó sẽ là những cái mạng tuần này, là tuần mà anh nhìn dung là SHS tuần vừa rồi tăng rất là mạnh. Và nhiều anh chị nhà đầu tư chúng ta nói với em á, đó là mua gì mà mua ngay tại cái vùng đỉnh vậy em. Nếu mà anh chị view về vùng đỉnh á, là anh chị chưa rõ về cái xu hướng của cổ phiếu rồi ha, chưa rõ về xu hướng của cổ phiếu rồi. Đây là cái vùng chân sóng của cổ phiếu ha. Và em nói thật với mọi người, anh chị lật lại lịch sử anh chị xem là không có một cái mã cổ phiếu nào nó đánh y về đỉnh cũ và nó phân phối cho anh chị đâu. Chưa một cổ phiếu nào em thấy cái vấn đề này. Ví dụ như đây đỉnh cũ của nó, đây là cái đỉnh test lại của nó đâu. Chưa một cổ phiếu nào đánh về đỉnh cũ mà nó phân phối anh chị nhà đầu tư cả. Kể những cái thời điểm phía trước hay là những cái thời điểm mà cổ phiếu nó đi tạo ra những cái vùng gãy hay là đỉnh chu kỳ nó cũng như thế. Tức là những cái dạng cổ phiếu như dòng chứng khoán nó thường hay có những cái đà gọi là bật tăng này, đúng không? Bật tăng này, chạm kháng cự này, quay về đi reset lại đấy, và nó tăng tiếp. Bật tăng này, quay về reset, gặp đỉnh cũ, quay về reset lại rồi tăng tiếp. Những cái vùng như thế này thì anh chị hình dung ra cho em á, là hiện tại con SN cũng như thế, vượt đỉnh cũ, quay về reset lại và bật tăng tiếp này. Đoạn này anh chị thấy không? Bắt đầu có những cái xu hướng cân bằng nền và bắt đầu rũ bỏ, dòng tiền lớn cũng đi vào. Và volume dòng tiền to anh chị thấy là người ta vào rất là nhiều ở đây. Lý do tại sao người ta phân phối cho anh chị nhau tới được. Còn những cái vùng như thế này em có chỉ cho mọi người rồi, là những cái vùng mà tăng mạnh như thế này là cổ phiếu nó không có khối lượng vào. Mà khi không có khối lượng vào đó là một cái pha bull trap, một cái pha no demon, một cái phiên tăng giá không cầu, thì chúng ta đánh giá là cổ phiếu nó rủi ro. Còn đoạn này cổ phiếu dòng tiền lớn người ta vào rất mạnh ở đây rồi, người ta nằm một cục ở đây rồi, anh chị sợ cái gì nữa, đúng không ạ? Như bên mình trong cái thời điểm vừa rồi, SHS là một cái mã cổ phiếu mà dòng chứng khoán trong cái thời gian gần đây thôi, em gọi là em mua và em gia tăng rất là nhiều đối với là những cái mã cổ phiếu của SHS nha. Đấy, SHS rồi dòng chứng khoán, đúng không ạ? Đấy, dòng chứng khoán gia tăng, nhớ gia tăng liên tục đối với SHS. Và hiện tại giá vị thế của mình là cái giá 21, 22 cho những anh chị nhau từ khách hàng của mình đang nắm cũng giá như thế. Bên mình hiện tại lãi đó tầm khoảng được 4% đối với cổ phiếu rồi, hiện tại cũng đang cầm. Nhưng đây vẫn là một trong những cái vùng giá mua cho những anh chị nhau từ đến sau, anh chị vẫn có thể là cover cho em được đối với là cổ phiếu dòng chứng khoán này. Tại vì mỗi lần anh chị thấy là phải xem cái tính chu kỳ của cổ phiếu. Nhiều người cứ nói mình đó là cứ gọi là đừng có phân tích quá khứ làm gì. Nhưng chúng ta hãy làm rõ lại một cái vấn đề, đó là tại sao chúng ta lại không đi phân tích quá khứ khi mà quá khứ nó cứ liên tục lặp đi lặp lại, đúng không ạ? Tại vì nếu mà quá khứ không liên tục lặp đi lặp lại thì chúng ta không có cái câu chuyện chu kỳ đâu. Tại vì chu kỳ là sẽ là chu kỳ luôn luôn lặp đi lặp lại, đúng không anh chị? Chu kỳ nó sẽ gồm những cái pha gọi là tăng giá, đẩy giá, rồi phân phối, rồi tích lũy. Đó sẽ là những cái tính chu kỳ của thị trường. Và đã là chu kỳ rồi và là thì nó luôn luôn có tính lặp lại. Và nó sẽ có những cái xu hướng về việc gọi là bóc tách qua những cái hành động về quá khứ. Và nếu anh chị để ý, tại vì sao đoạn này mình vẫn view gọi là ngân hàng hai đáy? Tại vì mình nhìn vào quá khứ, mình đi phân tích cho anh chị nhà đầu tư. Nhưng mà quá khứ nào hay là những cái thời điểm này tâm lý nó có khác ở điểm quá khứ như nào thì mình sẽ chỉ điểm ra cho anh chị nhà đầu tư, đúng không ạ? Cho nên là những cái điểm quá khứ nhìn vậy thôi chứ nó thực sự nó rất là quan trọng anh chị nhà đầu tư ha. Những cái điểm như thế này ấy, đang test lại, đang phục hồi hướng lên, đây là những cái điểm vừa mới bùng nổ của nó, thì đoạn sau anh chị lựa một gọi là vào hàng ngay cho em và cân nhắc những cái điểm gọi là gì anh chị tích lũy lại và mình gia tăng, mình đánh cho một con sóng nước rút cho mình nha. Đừng có sợ ở trong cái giai đoạn hiện tại, đúng không ạ? Tại vì nếu mà quan điểm của em sai, em xin phép là em không có gáy anh chị nha. Nhưng mà quan điểm của mình đang đúng và đang rất là đúng, đúng gần như là 100% đối với thị trường trong cái giai đoạn hiện tại,
thì bản thân mình đang view theo một góc nhìn tích cực cho anh chị nhà đầu tư nhất thì anh chị phải follow theo, đúng không? Anh chị phải follow theo ấy. Còn SHS này, target của em, target ngắn hạn, target 23, anh chị hoàn toàn có thể đánh cho một cái pha upside đó, đó tầm khoảng gọi là 10% nữa. Còn nếu mà target dài hơi hơn, anh chị hoàn toàn có thể target về lại cái vùng giá gọi là 27 cho em, là cái hai cái target mà mình đang hướng tới trong giai đoạn hiện tại của SHS. Anh chị có thể cân nhắc hai cái điểm này nhá. Đấy là SHS. Thứ hai là con MBS này. MBS anh chị thấy nó giống ORS không? Hồi nãy em có nói với anh chị nhau tư những cái nhịp này. Anh chị phải tích cực, anh chị gom con MBS hoặc là con SHS cho em. Đấy, gom hai con đó cho em. Nha, anh chị thấy một cái pha tích lũy nền và đi theo một cái xu hướng tăng, sau đó gãy bắt đầu chạy nước rút này. Đúng không ạ? Một cái pha tích lũy nền ấy bắt đầu gãy nè, cân bằng lại nè. MBS thì sao ạ? Cái đoạn trước này, đúng không? Đoạn trước con này nó có những cái xu hướng là gì? Đấy. Tạo ra một cái vùng trendline. Đấy, đi liên tục như thế và bắt đầu có những cái xu hướng gãy gãy trend. Đấy, gãy trend bắt đầu rũ bỏ xong chạy nước rút rất là mạnh. Đoạn này nó khác nhau gì không anh chị? Ha, đoạn này có khác gì không anh chị ha? Đấy, em thấy là nó chả khác cái gì cả, và đoạn này anh chị phải focus vào cho em ở những cái điểm như vậy. Thứ nhất là anh chị phải nhìn rõ một cái vấn đề, đó là con này đang là một cái xu hướng đi lên và là nó đã vượt đỉnh rồi, đúng không ạ? Thứ hai là cái cách vận động của nó, em có chỉ cho nhà đầu tư đó là con này đang vận động rất là giống đối với là cái mẫu hình từ ORS cho tới chính nó ở quá khứ, và con này đang có những cái xu hướng là gãy nền. Tại vì mình chỉ cho anh chị nhà đầu tư một cái điểm, đó là khi cổ phiếu vận động đi ngang như thế này ha, thì nó sẽ hấp thụ rất nhiều nhà đầu tư, người ta có những cái xu hướng, người ta làm gì anh chị? Người ta mua giao dịch nè, đánh biên trên hồi biên dưới, cứ đánh như thế, cứ đánh như thế. Và có nhiều anh chị nhà tư quan điểm gọi là khi mà thủng trend anh chị sẽ bán, anh chị sẽ cắt lỗ, và nó sẽ đánh vào tâm lý cắt lỗ anh chị nhà đầu tư. Nào là 7%, nào là gãy trend, nào là thủng hỗ trợ, nó sẽ đánh vào tâm lý đó của anh chị nhà đầu tư. Và khi thủng rồi rất nhiều nhất rất nhiều cái sự rũ bỏ nó sẽ xảy ra, và khi cổ phiếu nó gọi là nó rũ bỏ xong nó sẽ phục hồi ngay lập tức. Chúng ta gọi là cái sự phá vỡ giá. Anh chị phá vỡ giả, phá vỡ giả tức là khi cổ phiếu vừa mới gãy trend xong nó phục hồi ngay lập tức gọi là phá vỡ giả. Mà khi phá vỡ giả nó sẽ cho anh chị một cái chu kỳ chạy nước rút cực kỳ mạnh trong cái dòng phía sau. Tại vì nó rủ xong hết rồi mà. Đúng không? Nó rủ xong hết rồi, nó rủ nhà đầu tư xong hết rồi, ai đều bán cũng rủ ra rồi thì lấy gì mà nó không chạy anh chị ha. Cho nên là cái đoạn này mọi người phải để luôn luôn để cho em con MBS mình nắm rất lâu rồi, mình nắm chay cối, mình nắm chai lì ở trong cái đoạn hiện tại, nắm từ đầu tháng 3 cho tới bây giờ là cái giá là 27.8, đoạn này vẫn nắm này. Đoạn này ai có hàng gia tăng luôn cho mình nha, tại vì mình mới gia tăng gần đây thôi chứ mình không gia tăng gọi là quá lâu đâu ha. Mà mới gia tăng gần đây là ngày hôm qua mới gia tăng là 29.4 này. Đấy, báo anh chị nhà đầu tư khách hàng hỗ trợ bên mình, tại vì con MBS này ngày thứ sáu nó có yếu tố là quay về lại cái vùng gọi là trendline của nó, vượt lên 20 em 20 lấp luôn cái gap cũ, dòng tiền bắt đầu cải thiện hơn. Thì nếu mà anh chị không mua, anh chị mua cổ phiếu nào nữa, đúng không ạ? Ấy còn em không nói là những cái mã cổ phiếu khác nó xấu ha, không nói cổ phiếu khác nó xấu. Con này em view về một target vượt đỉnh vì em có nói rồi, hồi nãy ở đầu video em nói với anh chị nhà đầu tư về con MB Bank, view về những cái mã cổ phiếu tiềm năng nhất để đánh vượt đỉnh. Đấy, tại vì thường á cổ phiếu nào mà mới mà test đỉnh xong mà nó vượt đỉnh cái nó thường nó tăng rất là mạnh anh chị, tương rất là mạnh anh chị. Hình dung ra những em lấy ví dụ như con BSI đoạn trước nha, nè cái đỉnh này nè, nó mà tích lũy xong nó vượt đủ cái thường nó sẽ tăng rất mạnh, nó tăng đột biến hơn so với những cái pha gọi là những cái pha bình thường nha, như FTS nè, đúng không ạ? Thường nó vượt đỉnh thời đại xong là thường nó sẽ tăng rất là mạnh. Cho nên ở trong ngắn hạn hay là trong trung hạn thì bản thân của MBS này nó cũng sẽ rất là tốt cho anh chị nhà đầu tư. Phải lưu ý cho em kỹ cái vấn đề này nha. Đấy là con MBS ha. Đấy, đó là cái dòng chứng khoán. Mình không nói là những cái mã cổ phiếu khác, chứng khoán khác đó nó xấu. Tại bên mình vẫn đang nắm những cái mã cổ phiếu khác thôi, nhưng mình đang nói ở đây là con nào nó còn xung lực tăng cho anh chị nhà đầu tư trong tuần sau, con nào còn điểm mua tốt, con nào còn điểm mua đẹp thì mình hãy mua. Còn lấy ví dụ như con CTG nó cũng rất là khỏe, bên mình cũng đang nắm con này nè. Đấy, đúng không anh chị? Bên mình cũng đang nắm con này. Ở có một thời điểm là mua con CTG ha, mua con CTG em nhớ là đây. CTG là 20 ngày 20 mấy ta? 29 thì vậy. Đây nè. Mình mua luôn, mình bị rủ luôn anh chị. Bị rủ luôn. Tức là tầm khoảng bị đỏ tầm khoảng là 7%, 7-8% ấy. Nhưng mà em có nói với anh chị nhà đầu tư rồi, không chịu được lỗ 5-7% thì làm sao gồng lãi được mười mấy 20%. Vì em nói thật với anh chị nhà đầu tư đó là anh chị cứ chờ xác nhận, anh chị đánh lên anh chị nhà đầu tư gọi là sao ạ? Đấy, cứ chờ nó rõ ràng anh chị đánh thì đôi khi nó không còn ngon nữa. Như em nói với anh chị nhà đầu tư đoạn trước này, mình mua đoạn vừa rồi lý do tại sao mà cho tới hiện tại mình lãi con DG này hai mấy 30%, 23%. Tại vì mình mua ở đây này, mua xong chấp nhận bị lỗ luôn. Đấy, tại vì mình không quan tâm.
Đấy, mình đánh giá là nguyên cái chu kỳ này nó có sinh ra lợi nhuận cho mình hay không. Nếu mà sinh ra lợi nhuận, anh chỉ cứ gom, miễn là gom xong cổ phiếu mất đâu 1-2 tuần nó chạy là ok rồi. Đấy, còn nếu chạy sớm hơn thì rất là tốt anh chị ha. Ấy, quan tâm cái điều đó thôi. Và con CTG đó, đó là lý do tại sao mình view con này đi lên, vì mình view ngân hàng hai đáy mà, mình view gọi là cổ phiếu hai đáy mà, view thị trường hai đáy mà. Còn đoạn này ai báo anh chị bán thì em xin chia buồn của anh chị nhà tư, chứ chả biết làm như thế nào bây giờ, đúng không ạ? Còn những cái mã cổ phiếu khác này, em đánh giá nó vẫn ok nha, vẫn ok, nhưng mà cái điểm mua của nó đang bị hụt đi. Nhưng CTG tốt thì cũng điểm mua của nó cũng đang mất rồi ấy. Không, anh chị không có hàng sẵn như bên mình thì anh chị có thể lựa chọn MB, đúng không? Hoặc là những cái mã cổ phiếu như FTS nè, điểm mua của nó còn ở đây thì anh chị có thể lấy. Em có FTS này cũng là một cái mã cổ phiếu mà em đánh giá rất ok nha. Đấy, tạo nền ở đây anh chị stop loss, anh chị stop ngay phía dưới thôi. Đấy, đoạn này đánh lên tiếp cho một cái mã cổ phiếu đã vừa vượt đỉnh như là đã sớm vượt đỉnh như con FTS nha, thì có thể đánh lên cho một cái target phía sau. Tại vì những cái vùng như thế này, những cái vùng làm gì anh chị, những cái vùng tăng mạnh nè, nhà đầu tư FOMO vào, đúng không? Tích lũy ngang ngang ở đây đeo bám rất là nhiều, sau đó rủ cho một cây sàn liên tục như này, gần sàn chạm sàn luôn, anh chỉ cắt lỗ ra. Và cho tới giai đoạn hiện tại không còn ai nắm giữ nữa, tới dòng tiền lớn người ta cũng ở đây, người ta không có thoát ra đâu anh chị. À, dòng tiền lớn chừng nào người ta nằm ở đây người ta vẫn đánh anh chị ha. Bây giờ em nói với nhà đầu tư, đó là những cái pha phân phối chúng ta rất dễ biết, là những cái pha mà giá khối lượng tăng mà giá không tăng thì chúng ta thoát ra thôi. Hiện tại không có thì anh chị cứ tiếp tục giữ chứ, đúng không ạ? BDR này, bất động sản tuần sau mà anh chị nào mà chưa có bất động sản, anh chị mua con này cho em, con này không cần phải bàn cãi rồi ha. Ấy, cái điểm mua nó nằm ở đây, hôm thứ sáu gọi là hở gap tạo ra một mẫu hình island reversal, và cũng như đang test lại cái vùng vùng MA20, MA10 em xin lỗi, MA10 nha, đang test lại rất là tốt phần gì giá xanh lực cầu đi vào như này. Đây là cái pha sóng 2, nếu mà anh chị chưa biết pha sóng 2 như thế nào thì anh chị có thể lưu ý đây là cái pha đầu tiên, đúng không? Đây là pha đầu tiên sau khi vừa vượt cái vùng kháng cự như này, sẽ tới một cái pha thứ hai test lại, và chu kỳ phía sau sẽ là một chu kỳ chạy dựng đứng của cổ phiếu luôn. Em nói thật với anh chị nhà đầu tư, đó là con DG đoạn trước cũng có một cái pha như vậy nhé. Đấy, một cái pha như thế này này, đây là một cái pha gọi là tạo nền của cổ phiếu, đúng không ạ? Đây là cái pha tạo nền cổ phiếu, sau đó cổ phiếu chạy lên một con sóng thứ nhất và bắt đầu tích lũy lại, đúng không? Đấy, thì pha phía sau nó sẽ chạy rất là mạnh. Đấy, và hiện tại con DBR nó đang ở pha này, thì anh chị phải lưu ý kỹ với em, ở quanh cái vùng này cổ phiếu đang tích lũy lại thì anh chị có thể lấy nha, đang tích lũy lại có thể lấy. Còn bản thân mình thì mình mua rất là lâu rồi thì mình vẫn tập trung nắm giữ đối với những cái mã cổ phiếu như BDR, DG đang lãi 10 mấy% như thế này thì cứ ưu tiên mà nắm giữ thôi anh chị nha. Đoạn này mình không có bán, không có view bán đối với cổ phiếu này. Đây là cái điểm mua số 2 cho anh chị nhà đầu tư, đúng không ạ? Còn cái khối lượng kỳ cung mình nói nhiều rồi cho nên anh chị có thể cân nhắc cho em, đoạn này có thể là view con này về lại 38 cho em nhé. Mấy bên mình đang view con này 38, mình sẽ bán con cổ phiếu này nha. Tiếp theo đó là sẽ là một vài cái mã cổ phiếu mà em có bonus thêm cho anh chị nhà đầu tư để có thể chú ý, tức là HAH là sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu mà em đánh giá là nó đang rất tốt cho anh chị nhà đầu tư. Tuần sau bên mình sẽ nghĩa rất nhiều cổ phiếu này, và mình đang có những cái xu hướng mình giải ngân đối với cổ phiếu. Tại vì anh chị nhìn mỗi lần mà cổ phiếu tạo nền nó gãy nè, nó tăng rất là mạnh, đúng không? Mỗi lần cổ phiếu tạo nền nó gãy nè, nó tăng rất là mạnh, và đoạn này nó cũng đang gãy nền, đúng không? Khối lượng không ai bán ra, khối lượng kỳ cung như thế này thì đây là cái phiên test cung của nó, đúng không anh chị? Đây test cung là khối lượng không có ai bán ra, là duy trì lực cầu liên tục ở quanh cái vùng nền như thế này thì đây gần như sẽ là cái điểm mua cực kỳ mạnh, cực kỳ đẹp cho anh chị nhà đầu tư. Đây gần như là cái món quà mà em dành cho những anh chị nhà đầu tư mà xem tới cái phút sau cùng của cái video này để chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư mình, đúng không ạ? Còn HAH này thì không còn cái gì để mà chê nó được rồi, về trend, về xu hướng, về dòng tiền của nó em đánh giá đều đạt cả. Đây là những cái điểm mua số 2 cổ phiếu, tại vì mỗi lần nó gãy là nó chạy, gãy là chạy, gãy là chạy, thì đoạn này anh chị phải để ý chứ, luôn luôn là một trong những cái vận động là gì anh chị, gãy nền là chạy, đúng không? Đó, gãy nền cái chạy, gãy nền cái chạy, thì đoạn này nó cũng như thế thôi. Ấy, khối lượng đã kiệt rồi, dòng tiền lớn đã vào rồi, thì đây em tính upside cho anh chị nhà đầu tư ở một cái kháng cự phía trên nhé. Hãy kháng cự đây là kháng cự là cái giá 47, thì ít nhất là trong ngắn hạn anh chị nhà tôi cũng phải lượm được cho em tầm khoảng là mười mấy hai mười mấy 15 13 14% nha, lưu ý cho em ở quanh cái vùng này. Đó là HAH đấy.
HAH là em đánh giá rất ok, Get mà có thể canh đánh phục hồi được cũng được nè, đúng không? Get đã đang về hỗ trợ cứng rồi, bắt đầu ăn chiết khấu của nó thôi, khối lượng dòng tiền của nó bắt đầu nó kiệt đi rất là nhiều rồi. Con này bắt đầu nó có những cái xu hướng nó tạo hai đáy, thì đây sẽ là cái điểm gỡ cho anh chị nhà đầu tư nè. Hoặc là anh chị nào mà đang có con này canh gia tăng cho em luôn ở quanh cái vùng này cũng được. Tại vì mỗi lần mà cổ phiếu nó có những cái xu hướng làm gì anh chị, nó vượt qua khỏi vùng cản á. Tức là ví dụ như đây là vùng cản cũ này, đúng không? Vượt qua khỏi vùng cản nó sẽ có những cái xu hướng test lại là bình thường, test lại xong lại đi lên tiếp, đúng không? Vượt qua khỏi cái vùng cản cũ này, đúng không ạ? Vượt qua khỏi cái vùng cản này nè, đấy, test lại xong đi lên tiếp thôi. Đoạn này anh chỉ có thể để ý với em một số cái vấn đề như thế, ha, đấy. Đó là những cái gì mà chúng ta đi nói với nhau về cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Đấy, vì sóng mình đã view cho anh chị nhà đầu tư là sóng tổng thể rồi, thì mình sẽ không gọi là không không có gọi là gì anh chị, không có ưu tiên một cái nhóm ngành nào khác. Đấy, tất nhiên là trong quá trình đầu tư anh chị hãy ưu tiên cho em banh chứng thép bất động sản là những cái mã cổ phiếu phải có trong danh mục, còn lại anh chị có thể lựa chọn một vài cái mã cổ phiếu đầu cơ khác để bổ sung thêm cho cái danh mục của mình nha. Còn về thị trường, bản thân thị trường đang làm rất là tốt và em thấy là nó đang đi rất là đúng với kịch bản của em rồi, và cũng xin chúc mừng những anh chị nhà đầu tư mà chúng ta đã đồng hành cùng em, tin tưởng cùng em, ở lại với em và cũng như là ở lại đối với danh mục và cổ phiếu của mình, thì cho tới hiện tại anh chị cũng không lỗ được đâu ha, không lỗ được đâu. Trong quá trình mà thị trường uptrend á, em nói thật với anh chị nhà đầu tư á, chia sẻ thêm một cái trước khi kết thúc video mà. Thì cái tin CPI á, thì nếu mà là em mà là anh lái, em mà là tổ chức, em là rất thích cái tin ngày thứ năm, tại vì nó đang kiếm cái lý do gì đó đạp nốt anh chị, đang kiếm lý do gì đạp nốt cái phiên này, mà tự nhiên CPI nó ra thì làm cho thị trường chúng ta nó lại rất là tốt như thế này, và nó mang tính chất là từ nhà đầu tư của chúng ta người ta bán ra luôn. Và khi bán xong rồi anh chị thấy khối lượng của nó kia cực kỳ, và đoạn này nó rũ bỏ gần như là sạch xanh xanh nhà đầu tư ra ngoài rồi. Và bản thân mình ở đây mình đang view anh chị nhà đầu tư là giữ qua cái tin CPI này đi, nó sẽ ổn và nó vượt mức kỳ vọng của mình rồi. Cho nên là xin chúc mừng anh chị nhà đầu tư đã đồng hành và tin tưởng cùng em ha. Còn những anh chị nhà đầu tư mà trong cái khoảng thời gian vừa rồi, chúng ta hãy ngẫm lại xem ở danh mục của mình đầu tư có hiệu quả hay không, người tư vấn anh chị nó chuẩn chỉ hay không, hoặc ít nhất là phải đảm bảo được cái yếu tố về mặt xu hướng thị trường cho anh chị nhà đầu tư, chứ không phải là lúc nào thấy gọi là xanh là báo mua, đỏ báo bán, em thấy rất là không nên. Và mình nói thật, nếu mà mình gọi là một cái người tư vấn mà mình không có tâm anh chị, hay là mình chỉ mang cái tính chất là xoay phí anh chị nhà đầu tư thôi, thì em nói thật là những cái danh mục như thế này, những cái thời điểm mua như thế này, mình không có giữ làm gì đâu, mình có lãi mình bán hết rồi. Hoặc là những cái thời điểm mà thị trường nó như thế này nè, em có lý em nói với anh chị nhà đầu tư đó là thị trường rủi ro rồi anh chị nhà đầu tư ra bớt đi, rồi khi nào mà thị trường ổn chúng ta quay lại chúng ta mua sau. Thì khi mà ví dụ như thị trường ngày hôm nay nó phục hồi ổn đi, thì em nói với anh chị nhà đầu tư là em chỉ muốn bảo vệ tài sản anh chị nhà đầu tư, và khi thấy thị trường ổn rồi anh chị có thể mua lại cho em. Thì thành ra chúng ta sẽ có rất nhiều cái khoản phí được xoay ở trong cái thời điểm như thế này, đúng không? Nhưng em không làm như thế, tại vì mình quan điểm của mình á, khi mà mình chia sẻ anh chị nhà đầu tư về những cái quan điểm này, anh chị là người được lợi nhất không phải là em. Tại vì á, trong cái trường hợp nếu như mình sai, mình sẽ mất rất là nhiều, mình vừa mất tiền của mình, vừa vừa mất đi cái sự uy tín của mình, vừa mất đi những cái người khách hàng mà đồng hành đã tin tưởng của mình, họ không thích thì họ không ở lại, đúng không? Cho nên là ở đây mình chia sẻ những cái góc độ nghề nghiệp thêm trong cái video ngày hôm nay cho anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo nha. Còn lại thị trường của mình vẫn đang rất là tốt, thì anh chỉ có thể lưu ý cho em cái vùng 1.300, 1.320, 1.020 có thể là cân nhắc được ở trong cái giai đoạn gọi là cuối tháng tư này của mình ha. Xin chúc tất cả anh chị nhà đầu tư mình có một cái cuối tuần an lành vui vẻ, và mọi người đừng quên khi và anh chị có thể để lại những cái góc nhìn về cái quan điểm ý kiến của anh chị nhà đầu tư về kênh và cũng như là về cổ phiếu của mình trong cái phần bình luận nha. Còn anh chị nhà đầu tư gọi là muốn tham khảo nhận định thêm ở trong cái phần gọi là cộng đồng của em á, thì anh chị có thể là tham gia vào đấy thì em sẽ duyệt anh chị nhà đầu tư đấy. Còn anh chị nhà đầu tư mà muốn đồng hành cùng em trong hệ thống thì anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại Zalo hoặc để đang chạy trong màn hình anh chị nha. Chúc anh chị nhà đầu tư cuối tuần an lành và ngày mai chúng ta đầu tư thuận lợi và thành công ha.